Rồi em test nhẹ với FX125 là em làm khuôn máy nhìn thái dọn tiếng Anh quá đã ha. Đó, test nhẹ được máy để cho anh em tham khảo luôn. Bên em làm máy DOHC là bao lực nha. Rồi chào anh em FX125, em đã làm xong hoàn thành một con ha, full mới nha. Con này em là dọn kiện để sự kiện kỷ niệm nha. Đến từ là 79 nè, F9 nha. Tứ vậy nha, quá dữ ha. Nó quay biển số để cho anh em tham khảo luôn. Đó, một con xe quá dữ dằn ha. Đó, làm lại là kỷ niệm nha. Con này em dọn là tâm huyết cho chủ xe luôn. Đó, em sẽ liệt kê toàn bộ đồ để cho anh em ha. Một con xe quá đẹp ha. Máy em ru nha. Rồi, em sẽ liệt kê toàn bộ phần máy xong đến hay liệt kê phần ngoài để cho anh em tham khảo của dọn kiện bên độ xe Việt Nam nha. Con này em làm là cái máy zin thái nha. Em chạy máy nè, thay dây và đạn Nhật nha. Đi cái dàn nồi thì anh em chạy là 5 năm bị nó tình trạng là mòn nồi á, em thay lại nguyên là cặp nhôm nồi nè, 5 bố 4 sắt và 5 lò xo nồi, em đi full thái xe luôn. Bóp côn bao nhẹ nhàng ha. Đó, em làm chất lượng là máy zin thái xe luôn. Riêng về phần lòng anh thấy với tông bạc đi zin thái nè. Đầu em thay lại xe combo full là 4 sắp mới ha. Canh lại 4 đồng tiền cho chủ xe luôn và lên lại 2 cam zin chủ xe. Thay một xịt cam DD thái nha. Rồi, dàn ngoài là em thay full nguyên bộ vỏ mới nha. Đây, vỏ mới của cái tháp luôn. Vỏ mới của FX nha. Đó, zin mới chủ xe, thay full combo nguyên bộ nha. Những vấn đề như là đồng hồ thì em vẫn giữ lại chủ xe, đồng hồ em giữ lại phục hồi chức năng chủ xe. Thay luôn chủ xe combo full là nguyên bộ dàn đèn trước và dàn đèn sau nha. Quá đẹp ha, full mới luôn. Riêng cặp mâm á là em là nhúng carbon nha, em nhúng carbon trước sau luôn ha. Đó, sơn carbon được xe. Thì anh em mà muốn những chi tiết nào mà chưa carbon thì cứ gái với em sẽ lên carbon lại cho chủ xe ha. Đó, thay luôn là phần đĩa mới nè, bố mới chủ xe ha. Nói chung là nguyên con là em dọn là full mới luôn, sơn xi dàn chân quá đẹp ha. Đó, một con xe em làm kỷ niệm cho anh em ha. Lên dàn tem chủ xe luôn. Cái này là em dọn zin nha, dọn zin. Đó, FX tứ vậy ha. Em sẽ lên ga để cho anh em nghe tiếng máy đó. Máy em làm là bao lực, zin lên là có liền nha. Đó, bao lực chủ xe. Đó, tha hồ cho anh em đi chơi đi phượt nha. Ga nào cũng ngọt ha. Đó, bao lực nha. Tha hồ cho anh em đi chơi phượt. Đó. Anh em mà muốn làm cái máy FX125 chạy mạnh bốc êm ru, dọn kiển đẹp thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên dọn kiển làm máy FX nha. Rồi, em chào anh em. Rồi, em test nhẹ với FX125 là em làm khuôn máy nhìn thái dọn kiển nha. Quá đã ha. Đó, test nhẹ được máy để cho anh em tham khảo luôn. Bên em làm máy DOHC là bao lực nha, bao êm. Đó. Con này em làm là đi phun nguyên từ dàn dên ha, dên tới phần nồi tới dàn đầu lòng nha, kéo lại lên thôi. Em canh chỉnh đúng cho anh em 4 đồng tiền mới luôn nha. Đó, bao ok. Kéo nhẹ để cho anh em cảm nhận con FX125 ha, làm phun máy zin, dọn kiển zin nha. Đó, dọn kiển làm kỷ niệm ha. Quá đã. Đó, quá sướng luôn. Đèn lên chơi đèn LED quá sáng ha. Bao cho anh em ok ha. Em lên lại cái dàn lửa đi để phù hợp với dàn đèn LED nha ha. Đó, anh em thích thì ghé ủng hộ bên em. Bên em thì chuyên làm FX Rider nha. Đó, kéo nhẹ vài đường để cho anh em cảm nhận con FX em ha làm ha. Máy quá êm. Đó, quá sướng luôn. Kéo và lên liền. Làm xong test thử thực tế để cho anh em cảm nhận FX nha. Và những hóa đơn và đầy đủ cho anh em. Rồi, em cảm ơn anh trai FX125 rất nhiều. Chào anh em ha.